Phương Hiếu xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Quý vị và các bạn có biết không, trong cuộc sống của chúng ta có những căn bệnh tuy là không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà lại gây ngứa ngáy, khó chịu, mất sự tự tin. Và đặc biệt là khi mà ngồi đối diện với một người nào đó để nói chuyện, không có lo nói, đúng chỉ là lo gãy sột sạt mà thôi. Đó chính là những căn bệnh, đặc biệt là bệnh lác đồng tiền là một căn bệnh mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi tìm hiểu về căn bệnh này cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi một tiểu phẩm với một anh chàng với những hành động của anh chắc chắn không thể nào không cười được. Hãy cùng theo dõi nhé. Alo, cái gì vậy Phong? Ủa, sao không biết tôi đang quán cà phê cũ hẹn hò với Tân vậy? Thôi đừng làm phiền nữa, tôi cu trai nữa. Ê, thôi, Tân tới rồi. Thôi nha. Chào My. Chào anh. My đợi Tân có lâu chưa? Dạ, cũng có lâu lắm. Anh uống gì? Em ơi, cho anh ly cà phê đi. Ui, đàn ông quá à. Ủa, mà nè, sao hôm nay My đi có một mình vậy? Trời, đi cô trai đi chi nhiều mình. Ừ? Không, em không có bạn nên em đi mình. Đâu, thường bữa Tân thấy hai có Phong đi chung với My lắm mà. Hôm nay Phong bận rồi. Bận đâu mà bận, đây nè, bận đâu. Trời ơi, ba người cùng làm cho công ty mà đi uống cà phê không rượu. Nè, có mua bánh tráng trộn cho My nè. Trời, ai mượn vậy? Ông đi về đi, chịu em phá đám tôi vậy. Thôi ở ngồi chơi chứ về làm gì. Thôi chơi gì đây, về đi, em cua trai mà. Có gì đâu. Thì về đi, em cua trai mà. Ôi, sao vậy? Phong, Phong đợi chứ. Phong. Hả? Mình nói Phong nghe nè. Mình không cần biết Phong là ai. Mình không cần biết cái mục đích của Phong đến trái đất này để làm cái gì. Nhưng mình tha thiết yêu cầu Phong ngưng ngay cái hành động gãi khả ố đó lại đi. Không có sự quá vậy. Khi bạn ngứa, bạn phải để tay xuống ngay chỗ ngứa, đẩy thật nhanh và thật nhanh và gọn chứ. Nhưng mà tại sao Phong hành động khả ố? Khả ố, gãi sao khả gãi ố lắm. Gãi sao gãi không khả ố. Đây, Phong muốn biết đúng không? Gãi có khả ố là như vậy nè. Trời ơi, chị hả? Còn gãi không khả ố á, là vậy nữa. Sao Tân khả ố quá vậy? Mình ví dụ. Ví dụ. Đi về đi. Ở ngồi đi, tôi ngồi bên đây. Em được chết không? Tân. Hả? Tân nhắm mắt lại đi, mình có quà tặng Tân á. My có quà tặng cho Tân. Nhắm mắt lại ha. Biết người ta có yêu mình không? Tiện trao nụ hôn đầu đầu. Ê! My! My định hôn Tân hả? Cái gì cho nội? Nói thôi, sao gì đâu, không biết chán. Bỏ hành động đó đi nha, mình chưa mới quen. Mua chỗ này mới cay quá. Tại muốn làm cho tao bất ngờ á. Nhưng mà nói mới nghe nè, cái gì thì mình cũng phải quá trình từ từ ha. Ủa, có chuyện gì mà Phong cứ nhìn Tân hoài vậy? Gì đâu. Thấy không vui gì nhìn nó. Mà tại sao Phong không vui? Đâu có gì đâu vui. Mình với My hẹn hò thì có gì đâu. Đâu có gì. Phong. Khả ố, tôi biết tôi khả ố. Mình tha thiết yêu cầu Phong luôn đó. Lịch sự tí nha. Ngứa gãi hồi chứ có gì đâu mà lịch sự. Trời lịch ơi, sự khả ố. Ngứa quá. Ở chơi về chứ. My ơi, Tân có cảm giác như là Phong thích My á. Không có, tôi đâu thích ông được, tại ông bị lát đồng tiền mà. Tại sao lại nói cái bình của người ta ra vậy trời? Cái gì vậy? Phong? Phong bị lát đồng tiền hả? Vậy tại sao? Tại sao Phong không nói cho Tân biết? Nói cho Tân biết rồi Tân có chịu cái đồng tiền của Phong không? Tân chịu, Tân chấp nhận hết mà. Phong ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ, cái đồng tiền này nó cũng không nhỏ đâu, cà bá lắm. Tân chấp nhận hết, nhưng mà dù gì Phong cũng phải nói ra để hai đứa mình cùng nhau đi chữa trị chứ Phong. Thôi nói gì nữa, Tân đã thuộc về người ấy rồi thì còn nói gì nữa. Tầm bậy, Phong đừng có xúc phạm Tân như vậy. Thật ra mục đích Tân ra đây nè, Tân hẹn với My là Tân biết hàng ngày Phong hay đi với My.
nên Tân tìm cách tiếp cận với My trước để mà gặp Phong. Phong cũng ra đây để kiếm cách gặp Tân mà, chứ cùi bắp lắm. Đúng rồi. Trời ơi, hai con bên đi. Vậy hai người có tôi lại gì? Bánh bèo. Thôi Phong ơi, mình về nha. Ê quên, bánh tranh trộn. À, mình về cái mình đi chỉ lát đồng tiền luôn nha. Tại sao con khóc? Dạ, tay con đau mà. Phải chặt cái tấm đốt của ông với gãi vợ cho con à. Có vậy mà con khóc? Đây là bố bốt của ta. Dầu cô la thiên thảo với chiết xuất tinh dầu bạc hà, metin salicylate và các thành phần thảo dược thấm nhanh qua da một cách nhanh chóng làm dứt cơn đau. Hãy dùng dầu cô la thiên thảo, bạn đồng hành của mọi gia đình, tránh xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn là quý vị cũng đã có những cười sảng khoái qua đoạn tiểu phẩm vừa rồi đúng không nào? Thật là hài hước. Và quý vị qua đó thì chắc chắn là chúng ta cũng đang có một thắc mắc về căn bệnh lác đồng tiền. Cụ thể căn bệnh này như thế nào, nó được diễn tiến bệnh ra sao và có lây lan hay không? Thì ngay bây giờ, Phương Hiếu mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ ngay với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Duy Lượng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ cùng chia sẻ với tất cả chúng ta nhé. Phương Hiếu xin chào bác sĩ ạ. Yeah, xin chào Phương Hiếu, xin chào quý khán giả. Rất vui gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Phương Hiếu, vào câu hỏi đầu tiên luôn. Không biết có phải do bệnh lác đồng tiền nó có hình dạng giống như là cái đồng tiền nên được gọi là lác đồng tiền hay không? Và cụ thể thì nguyên nhân của căn bệnh này do đâu thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi. Xin thưa quý khán giả, lác đồng tiền thì trong y học còn gọi là bệnh hắc lào. Yeah. Bệnh này do một cái loại vi nấm dermatophyte gây nên. Vì cái tổn thương trên da là hình dạng của nó thì hình tròn, to nhỏ khác nhau giống như những cái đồng tiền, cho nên người ta gọi là lác đồng tiền. Yeah. À. Nguyên nhân gây nguyên nhân của nó là do một cái loại vi nấm dermatophyte gây nên. Dermatophyte thì có nhiều loại, nhưng mà có trichophyton và dermicophyton gây là ra. Hai cái dạng vi nấm chính là nó gây ra cái bệnh này hay gặp nhất. Dạ. Thưa bác sĩ, như vậy thì cả Phương Hiếu cùng với quý vị khán giả xem đài đang rất là thắc mắc. Tại thường mà nghe đến lác hay là hắc lào hay này nọ là người ta nghĩ rằng nó sẽ lây. Vậy thì chính xác hôm nay chúng ta sẽ cho quý vị khán giả được biết luôn là với căn bệnh này nó có lây hay không, và nếu lây nó lây qua đường nào thưa bác sĩ? Các cái bào tử nấm nó có trên bề mặt da và nó sẽ bám vào quần áo, dạ, bám vào đồ dùng sinh hoạt, rất là giường chiếu của cái người mang nấm, và nó có thể lây, rất dễ lây sang người xung quanh. Như vậy là rõ ràng là do những cái bào tử nấm nó còn vướng lại trên quần áo, trên vải phốc, trên chăn mền, rồi những người lành bệnh chúng ta vướng phải những bào tử nấm đó thì chúng ta bị lây. Đúng rồi. À, nó lây cụ thể qua cái đường là mình tiếp xúc, đúng không ạ? Mình tiếp xúc trực tiếp. Dạ. Vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì khi mà mắc phải bệnh này, thường rõ ràng là ngứa ngáy khó chịu là chuyện không tránh khỏi và chúng ta vẫn thường gặp. Vậy thì chính vì thế mọi người thường gãi. Mà việc gãi nhiều như thế thì nó có dẫn đến tổn thương da hay không thưa bác sĩ? Cái bệnh này rất ngứa, đặc biệt là khi về đêm, khi mà nóng bức hoặc ra nhiều mồ hôi. Càng ngứa hơn. Càng ngứa hơn. Dạ. Và khi mà ngứa thì thông thường người ta gãi. Và nếu gãi, càng gãi nhiều thì cái tổn thương nấm nó càng dễ lan rộng và ăn sâu, càng không có lợi. Dạ. Và gãi nhiều như thế nó cũng rất dễ tạo ra cái từ cái chỗ hắc lào đó, lác đó, nó biến thành cái bệnh eczema. Còn eczema khó chữa trị hơn. Là do mình gãi nhiều phải không ạ? Gãi nhiều thì nó tràm hóa, gọi là eczema hay gọi là tràm hóa, thì còn khó chữa hơn. Nhưng mà bác sĩ ơi, rõ ràng là với cái bệnh hắc lào hay bệnh lác đồng tiền, ngứa là phải gãi thôi. Bây giờ làm sao, có cách nào để hạn chế cái vấn đề ngứa đó mà chúng ta không phải gãi để làm tổn thương da và dẫn đến tràm hóa hay không? Vâng, để hạn chế gãi khi ngứa thì chúng ta cố gắng, thứ nhất là nếu ngứa nhẹ thì cố gắng đừng có gãi. Ai phải dùng những thuốc chống ngứa, những thuốc kháng histamine hay là bôi một số thuốc để chống ngứa. Dạ. À, và cố gắng kiềm chế càng ít gãi càng tốt. Càng ít gãi càng tốt. Cái này phải là tự thân vận động rồi, chứ không có nhờ ai được nữa. Cái vấn đề ở đây quan trọng là cái vấn đề chữa trị bằng thuốc như bác sĩ chia sẻ đó. Có một số quý vị khán giả chúng ta vẫn hay áp dụng cái phương pháp dân gian là dùng cái lá muồng giả rồi đắp lên chỗ bị.
thì bác sĩ có khuyến cáo gì về những cách chữa trị dân gian nói chung hay không, và đặc biệt là với căn bệnh lác đồng tiền hay còn gọi là hắc lào này thì chúng ta phải chữa trị như thế nào? Khi mà hắc lào thì dân gian hay dùng cái lá muồng giá nát đắp lên cái chỗ tổn thương. Dạ. Đó là một bài thuốc cũng có hiệu quả. Cái lá muồng này xuất phát từ cái lá của cây muồng trâu hay gọi là cây muồng lác. À, người ta giá nát, nhưng nếu mà giá nát lại thêm một chút xíu muối hoặc là thêm một chút xíu nước chanh vào trong đó đắp lên cái tổn thương thì cái hiệu quả nó còn cao hơn. Cũng có thể chữa trị bằng cái này được, để đắp vào cái chỗ tổn thương. Và theo Tây y thì thông thường người ta điều trị bằng cái một số thuốc mà có cái nấm, cái chất kháng nấm, ví dụ như là ketoconazole hay là ecoconazole, để người ta bôi vào da thì nó êm dịu và nó có cái mùi thơm dễ chịu. Nếu như diện rộng quá hoặc là tái phát, người ta có thể dùng cái thuốc uống, ví dụ như dùng cái sporan, tức là itraconazole, viên 100mg nhân 2 viên một ngày, dùng trong 7 ngày mỗi tháng và có thể lặp lại khoảng độ 5 đến 6 tháng. Hay là dùng cái lamisin, là một cái thuốc kháng nấm khác, viên 250mg, một viên ngày và có thể uống trong vòng khoảng độ 5-6 tuần. Đó là vấn đề lưu ý khi mà chúng ta cần điều trị. Còn để phòng tránh lây lan những người xung quanh thì bác sĩ có lời khuyên gì? Về chống cái lây lan thì thông thường tốt nhất là mỗi người nên giữ vệ sinh cá nhân cho nó tốt. Tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, thay quần áo, mặc quần áo khô ráo, thấm mồ hôi dễ và làm việc trong môi trường khô ráo chống ẩm ướt. Nếu như người bệnh thì thường ngoài cái dùng thuốc ra thì phải tránh lây lan hoặc là tránh tái nhiễm lại nấm, thì có thể luộc quần áo sôi 100 độ trong vòng 15 phút. Phơi những cái đồ dùng ra ngoài trời nắng và giữ khô thoáng. Tránh mặc chung quần áo giữa cái người bệnh với người lành để tránh lây lan. Có lẽ Phương Hiếu phải hỏi thêm một câu hỏi nữa. Trong vấn đề chúng ta sử dụng các loại thuốc bôi, các loại thuốc kháng vi nấm để mà điều trị căn bệnh hắc lào cũng như là lác đồng tiền này, thì chúng ta, cái liệu pháp điều trị đó thì nó mau lành cái tổn thương đó trong bao lâu, và khi lành tổn thương rồi nó có để lại sẹo hay không? Thông thường lác đồng tiền nó là tổn thương nông, và nếu chúng ta không chà sát, không gãi gì, không bị chàm hóa thì tổn thương lành không để lại sẹo. Và cái thời gian mà chữa trị nó trong vòng khoảng độ 3-4 tuần nó sẽ ổn định. Cái cốt lõi ở đây, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, với căn bệnh lác đồng tiền hay là hắc lào, nếu quý vị càng gãi mạnh, tổn thương càng sâu thì việc để lại sẹo là việc không thể nào tránh khỏi. Cho nên để cho quý vị có một làn da không có để lại sẹo và những tổn thương nâu và chúng ta mau lành hơn, thì tốt nhất là chúng ta nên hạn chế gãi, phải cố gắng kiềm chế đến mức tối đa có thể cho phép quý vị và các bạn nha. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Duy Lượng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhân dân 115 đã dành thời gian tham dự chương trình hôm nay. Cảm ơn. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Cười Vui Sống Khỏe kỳ này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và nếu như có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến những căn bệnh phổ biến thường gặp trong cuộc sống và cần lời tư vấn của bác sĩ chương trình, hay có những lời đóng góp ý kiến về cho chương trình, quý vị đừng ngần ngại gửi về chúng tôi theo hai cách quen thuộc. Cách đầu tiên là gửi về đơn vị sản xuất chương trình, Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9 đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ hai, quý vị gửi trực tiếp đến địa chỉ email ct.cuoivuisongkhoe@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và đừng quên bật TV vào khung giờ này tuần sau để đón theo dõi chương trình tiếp theo nhé. Phương Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty Dầu gió Trường Sơn hân hạnh tài trợ chương trình này. Dạ, anh thay con đau mà, phải giặt cái để tập đốt của ông mới gãi giờ cho con. Con vậy mà con khóc, đây là bố bốt của ta. Dầu cô la, thiên thảo, với chiết xuất tinh dầu bạc hà, metin salicylate và các thành phần thảo dược thấm nhanh qua da một cách nhanh chóng làm dứt cơn đau. Hãy dùng dầu cô la thiên thảo, bạn đồng hành của mọi gia đình, tránh xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.